Trên này là sương mù mờ mịt luôn các bạn ạ, và sương rất là nặng hạt, kiểu mưa 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 phùn đấy các bạn nhé. Ôi đây là đền đấy, ôi đây đền đấy, trông rất là hẻo lánh. Đây là mũi sương đấy, mù mịt luôn các bạn ạ. Điều kỳ lạ là các bạn có thể thấy là quanh đây có mấy nhà lắm, mưa ướt hết rồi. Wow, không nhìn thấy gì cả. Hả? Trời ơi, gió rất mạnh. Bên đấy ở lấy vợ nó đắt à sao nào? Trăm 50 triệu này. Ừ. Là mua đất mình ấy. À. Bên này có khóa. Mưa rợn rợn kia thi. Chẳng thì có yêu nhau. Ừ. Mình mới có yêu nhau lấy được. Trên đường đi lên đỉnh Mẫu Sơn thì tôi có thấy đi ngang có thấy một cái đền hay cái chùa gì đó, và bây giờ tôi sẽ lên tham khảo xem là tìm hiểu xem là đây là cái đền hay cái chùa gì các bạn nhé. Nào bây giờ tôi sẽ đi. Bà ơi, đền này là đền gì bà nhỉ? Đền này á. À đền Bắc Nga. Vâng, cảm ơn bà. Đền Bắc Nga. Nào. Bia cổ là bia bia đá cổ. Thịt lợn quay Lạng Sơn, lợn nó bán nào chị? 200 một cân. Bao nhiêu ạ? 200 một cân bác chị. 200 cho ít lá làm vài lạng cho em, 3 lạng thôi. Bạn may lại ngồi đây làm gì đây, đứng sát vào đây luôn nhá. Vâng. Ở đây sau khi tôi đã đi một vòng và tham quan hết cái chùa Bắc Nga, bây giờ tôi quay xuống và tiếp tục đi lên núi đỉnh Mẫu Sơn. Đường lên đỉnh Mẫu Sơn. Ui rồi xong. Đây là đường lên đỉnh Mẫu Sơn đấy các bạn ạ. Rượu Mẫu Sơn à? Rượu gì nhỉ? Sương mù. Sương mù Mẫu Sơn đấy. Rượu chắc nấu bằng sương mù trên này ấy. Hiện tại mình đang lên đây, sắp sửa đến đỉnh Mẫu Sơn này các bạn. Và đường thì nó heo hút thế này đấy các bạn ạ. Nhà rất là thưa, còn 9 cây số nữa. Và xung quanh đường thì hầu hết đều là cây thông. Đều người ta đều dòng thông các bạn ạ. Trên này có lẽ là không khí hậu nó hơi lạnh nên là người ta sẽ dùng dòng thông nhiều. Trên này thì sương mù hình như là bao phủ quanh năm. Bởi vậy mà mới có rượu sương mù Mẫu Sơn. Đấy. Nếu mà chắc thực tế rượu ở đây thì chắc có lẽ là rất là ngon, nhưng mà giờ thì nó hết chuẩn rồi. Tớ thấy là ở dưới xuôi mà mình uống rượu Mộc Sơn thì có vẻ hơi bị đau đầu, không biết là có phải rượu ở đây không. Đây là gần đến đỉnh nha các bạn. Xung quanh thì mây mù gần như là che kín. Đây là đồi thông này các bạn ơi, đồi thông này đó. Đây là cái biển vành đai biên giới các bạn nhé. Khá giống Tam Đảo các bạn ạ. Và bây giờ hiện tại mình đã lên đến chỗ này, không biết là cái gì đây, một cái nhà hoang. Đá lửa, đất lửa à, hay là làm đường, đang làm đường, làm đường xuống luôn. Nó mù mịt, sương phủ mù mịt giống như Tam Đảo, nhưng mà Tam Đảo thì ít khi có sương mù nhiều như này. Ở đây có lẽ là quang sương mù quanh năm, cua lắm. Đây chắc chắn là đỉnh rồi các bạn. Đây là đỉnh của đỉnh đây rồi. Vâng. Trên này rất là rộng này. Trên này đỉnh này các nuôi trồng Mẫu Sơn. Nấm hương sạch Mẫu Sơn. Cái tôi sẽ đi hết cái khu con đường này xem thế nào. Có cái gì nữa không? Đây là đỉnh Mẫu Sơn. Trên này có nhà, có một xã. Một hay hai xã gì đó tôi không nhớ lắm, không biết rõ, nhưng mà có trường học, có trẻ, vừa tôi đi đường có gặp trẻ đi học
ấy trên đỉnh Mẫu Sơn, một cái đỉnh núi rất là cao, rất là cao. Ở trên này thường mùa đông thường hay có tuyết các bạn ạ, những cái đợt mà rét mạnh nhất thì ở trên này thường hay có tuyết. Ồ, xe máy đổ để đường ở đỉnh ấy luôn kìa. Và trên những cái đỉnh đồi này thì rất ít có cây, chỉ có vài cỏ danh ra, thì tại vì có lẽ là nó cao quá nên là nó không thể còn cái cây gì mọc được nữa. Vẫn chưa phải là đỉnh hẳn, vẫn chưa phải đỉnh hẳn. Lên tiếp, bao giờ đến đỉnh thì thôi. Ồ, trên này là sương mù mờ mịt luôn các bạn ạ. Và sương rất là nặng hạt, kiểu mưa phùn đấy các bạn nhé. Ôi. Và đây có những cái, ở trên này có ngã ba, ngã tư, ngã năm, rất nhiều trại cá hồi. Ở đây có cả trại cá hồi. À, đây có ngôi nhà mà có cái núi đá đẹp chưa? Rất đẹp luôn. Nhà có đá đẹp không? Không có nữa. Ôi đâu đây là đền đấy. Ôi đây đền đấy. Trông rất là hẻo lánh. Đây các bạn ạ, trông rất là hẻo lánh luôn. Mà nghe có như có cái tiếng gì. Nghe ông cũng... kia trên kia còn đỉnh kìa, trên kia kìa, hay lắm. Thôi đi nào, giờ tôi sẽ đi thử xem là Mẫu Sơn đỉnh Mẫu Sơn ở chỗ nào nữa nhá bạn nhá. Đây là Mẫu Sơn đấy, mù mịt luôn các bạn ạ. 2 cây số nữa thì phải, đây chả nhìn thấy gì luôn. À, nhìn thấy không? Mù mịt gì luôn. Đấy là đồi thâm đấy mà không nhìn thấy đâu. Núi đá này, đá. Núi đá này. Ôi. Mù mịt luôn. Ôi anh ạ, thì xuống mất. Bố phải đi nguy hiểm đấy. Đi làm sao mà xuống được? Không lên được thằng này nó xuống rồi. Rác. Cái gì đấy? Trà Sơn, nhà nghỉ. Ồ, trên đây có nhà nghỉ. Có trâu bò. Có phần trâu, phần bò đấy. Đặc sản cá hồi, Tây Hương. Quán ăn ông Trình. Có lẽ là đặc giá. Đường vẫn còn đang lên và tôi vẫn tiếp tục đi lên các bạn ạ. Vẫn cứ lên. Wow, trên này gần như không còn có một bóng cây. Trên này đồi đã không có cây. Cây không có cây gì sống được. Không biết có ngày nào mà nó không có mù không. Chắc vẫn có ngày chứ, có ngày ở trong mắt đấy, có ngày trong mắt đấy. Thì trời xanh chẳng hạn, không là trời xanh biết chẳng hạn đúng không? Thì nó sẽ trong mắt. Phải lên những cái ngày trời xanh biết ấy thì ở đây mới đẹp. Nhưng mà mù nó có cái hay của cái mù. Wow. Đấy, công ty cổ phần đấy các bạn ạ. Tân Trường Lộc. Ở đây là một cái giống như là lâu đài ấy. Rất là đẹp. À, xây hoàn toàn bằng đá các bạn nhé, toàn bằng đá và điều kỳ lạ là các bạn có thể thấy là quanh đây có mấy nhà nhưng đều không có một bóng người các bạn ạ. Đấy là vấn đề, cửa quán bán không có ai. À, vậy chứ này, và bao giờ
giờ tôi sẽ chụp lại vài kiểu ảnh. À, Mẫu Sơn đỉnh, đây là rượu Mẫu Sơn chắc là ở đây đấy. Ôi, tất cả rất là mù mịt các bạn ạ. Đấy, các bạn có lên đỉnh Mẫu Sơn thì hãy lựa chọn một cái ngày nào nó nắng đẹp. Nắng đẹp hẳn lên nhá. Trên này các bạn lên vào cái thời điểm này thì không nhìn thấy gì cả, giống như mình đây. Và nhưng mà nó có kiểu cái hay, có nghĩa là khi mà mình lên như này thì mình biết hơn tốc cái khí hậu và cái thời khắc kiểu như nó giao mùa hay là nó kiểu như này, nó mù mịt như này. Nó hay như này. Ôi gió. Gió rất mạnh luôn các bạn ạ. À đây có một trạm bị phát sóng này, mờ mờ này. Mù mịt sợ. Và tôi đang thấy có ở đây có một tiếng ồn. Là máy độ phát điện, đây là trạm điện. Đây là trạm khí tượng. Ui gió lắm các bạn ơi. Thôi đi xuống, đi xuống, đi xuống. Ui gió lắm, mưa ướt hết rồi. Wow, không nhìn thấy gì cả. Hả? Trời ơi, gió rất mạnh. À đây à, mấy hôm Tết thì đông đúng không? Đây, mượt. Giấy lau qua lần nữa, cứ đây, ngồi, mình ngồi vào trong đằng kia thì nó đỡ bị ấy kìa. Đỡ bị gió. Ngồi đây là ấm, che gió thôi. Đùi gà nướng, bánh trưng nướng. Bữa trưa đấy. Bữa trưa của chị à? À, em tưởng để bán. Ăn thì ấy, chị lại dán cái khác. À, đây là đỉnh. Ở đây thì thường là những mùa nào thì có đông chị? Những ngày nghỉ lễ rồi có băng giá này. À, băng tuyết đấy nhỉ? Nhưng lúc nào cũng gió này à chị? Không, có ngày nó nắng đẹp. À, chứ không phải có ngày nắng như nhỉ? Với lại hai nữa là mùa hè chẳng hạn thì chắc là nó phải nắng đẹp lắm chứ. Có ngày nắng đẹp trong. Vâng. Vâng. Trứng bán bao tiền quả chị? Trứng 10.000. Khoai. Khoai 15.000 hai củ. Hai củ. Và quả trứng. Đây, hiện tại tôi đang ở đỉnh Mẫu Sơn và sương mù thì mờ mịt. Tóm lại là không nhìn thấy người. Cách khoảng tầm 5 mét là không nhìn thấy rõ rồi. Và đang ngồi nghỉ trưa ăn quả trứng luộc. À trứng nướng, nhầm. Có người con năm nay thiếu mười mấy tuổi còn mới về làm giấy tờ. À thế à? Ở bên kia đấy. Ở bên kia nó chồng qua bên kia nó chồng. Vậy nhờ. Yêu nhau. Không phải yêu mà là môi giới ấy. Ô thế à? Ở gần này mà cũng môi giới á? Chẳng thì có yêu nhau. Ở Việt Nam mình mới có yêu nhau lấy rồi, qua bên đấy thì... Đây cái môi giới à? Môi giới hết. Ô nhỉ, buồn cười nhỉ. Thế thì chỗ sống ở Việt Nam vẫn hơn chứ đúng không? Ở bên đấy là lấy vợ nó đắt à sao nào? Nó cho mình tầm 150 triệu này. Và mua đất mình ấy. À. Nhưng mà... Nhưng sang đấy có được ở nhà chồng tốt thì còn được. Đúng rồi. Cần lấy 2-3 chồng đi. Ồ. Lấy nhà này không tốt lại chạy đi lại lấy chồng khác ấy. Vâng. Thế nhỉ. Cái gì đấy nhỉ cái. Những ngày như này chắc ít khách lên đây chị nhỉ. Vắng, hôm nay mưa. Ui đường càng lên trên này càng mù mịt. Xa phết. Đây 6 cây là nó đường. Vâng. Bên dưới thì nó vẫn quả. Đây là hầm rượu các bạn ạ. Trong này có rượu này. Ờ, đấy. Mẫu Sơn đỉnh. À, rượu Mẫu Sơn đỉnh. Hầm rượu. Quan qua cái này. Đây chắc có người ở đây. Đây, Mẫu Sơn đỉnh này. Đẹp nhỉ. Ồ, rất là đẹp luôn các bạn. Nào của Eagle Cam nhỉ? Wow. Hầm rượu.
Trời phong cảnh rất là đẹp. Bên này có khóa. Đỉnh. Đẹp nha. Rất đẹp thôi. Bye bye Mẫu Sơn Đỉnh. Về rồi rồi. Ui tiếng gió rất là ghê các bạn ạ. Đây là một cái đồi thông mà mình đi qua mình cảm thấy rất là đẹp. Bạn thấy đẹp không? Chúng ta có đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà các bạn thấy nó hơi rợn rợn. Hơi rợn rợn ghê. Các bạn ạ. Thôi đi xuống rồi. Đây các bạn ơi, đây là mình xuống đã gần đến chân rồi các bạn nhé, mà nó còn khe còn sâu tít tắp dưới kìa. Wow, ôi ghê chân lắm, đứng ở đây ghê chân lắm. Và nói thật sự các bạn là đứng ở đây rất là ghê chân này, các bạn xem. Ôi trời, sợ quá. Vâng, hiện tại thì tôi vừa cũng tham quan được hết cái khu vực Mẫu Sơn, đỉnh Mẫu Sơn rồi các bạn ạ, và bây giờ thì đi xuống thôi, đường rất là mù mịt. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo ở những nơi khác và những nơi danh lam thắng cảnh khác các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.